Thân chào tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ. Thì hôm nay mình lên đó mình chia sẻ cái cách mà chăm sóc những cái cây sứ sau khi những cái cây sứ ghép sau khi bị tháo bo nha các bạn. Thì các cái bước tiếp theo để mà mình chăm sóc như thế nào, thì vườn hoa ba trồng chăm sóc thế nó tốt thì mình cũng chia sẻ cho các bạn. Thì để cho biết cái cách chăm sóc cái cây sứ sau khi ghép. Nếu các bạn không biết chăm sóc thì nó sẽ bị thối củ nha các bạn. Đó. Bo thì nó không thúi, mùa nắng thì nó không thúi nhưng nó sẽ bị thúi củ. Thì mình nói với các bạn nè, trong một thời gian mình ghép trong 15 20 ngày á, nè các bạn thấy nè, 15 20 ngày khi bắt đầu mình cắt nước nha các bạn, khi mình cắt nước thì cái số vàng rễ nào mà nó phơi ở trên á là nó sẽ bị khô hết nha các bạn, nó sẽ khô hết, đó là cái điều bình thường, không có gì cả. Tại vì khi mình cắt nước 15 20 ngày như vậy á thì nó lấy gì đâu mà nó nuôi nó sống, thì bắt buộc những cái vàng rễ trên mà nó lòi trên mặt đất này nè. À, thì nó sẽ bị khô và bị thúi hết nha các bạn. Cái điều đó các bạn đừng có sợ. Thì đó là cái vấn đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn nè. Đó. Ha. Thì mình ghép để coi thêm mình ghép này cái này nhiêu. Cái này mình ghép ngày 22 tháng 3. Còn cái thằng này nhiêu? Thằng này nó ghép ngày 27 tháng 3. À. Đó, mình ghép lung tung hết. Còn cái thằng này ghép nhiêu? Thằng này ghép ngày 29 tháng 3 nha các bạn. 25, 27, 29 gì nó cũng giống nhau. Nhưng mà thằng này ghép nhiêu? Thằng này ghép ngày 28 tháng 3 ha. Thì đó là tất cả những cái bo mình ghép. Thì trong một thời gian khi mà để gian nắng 15, 20 ngày, cắt nước nó, thì cái dàn tình trạng cái dàn rễ trên này sẽ bị thúi nè. Đó. Thì bây giờ các bạn làm như thế nào mà để cho cái củ này nó khỏi bị thúi? Thì trước tiên thì khi các bạn mà muốn tưới nước vào, bây giờ nó đang khô, là tình trạng nó đang khô giống như là cái người nó bị đói vậy đó. Thì khi các bạn tưới nước nhiều vào thì nó sẽ bị bội thực nước nha các bạn. Nó bị bội thực nước thì trong thời gian cái rễ 15 ngày 20 ngày nữa đang khô nè, thì nó hút nước sẽ rất là nhiều, thì nó sẽ làm cho cái củ này và cái rễ này nó sẽ có nhiều cái nó bị thúi nha các bạn. Nó bị thúi thì nó sẽ lan vào, nó sẽ thúi cái củ này. Cho nên cái điều lưu ý của các bạn khi muốn 15 20 ngày khi cái bo này mà nó lên như thế này nè. À, thì các bạn muốn tưới nước vào thì trước tiên cũng được có tưới nước mà phải 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 tưới phân cho nó, phối kích rễ cho nó trước nha các bạn. Kích rễ trước và đồng thời các bạn kích rễ thì các bạn phải đem vào trong mát nha, hoặc là lấy cái lưới lan che nó lại để bảo vệ cái củ này. Trong thời gian mà 20 ngày nó sẽ thiếu nước rồi nó đang khô mà các bạn tưới vào thì nó sẽ hút nước vào, nó chứa vào cái rễ của củ này, nắng nó xuống nó nóng quá giống như mình luộc cái củ vậy đó, thì nó sẽ bị thối củ này. Cho nên là cẩn thận nha các bạn. Đó, bây giờ là thứ nhất, cái bước thứ nhất là mình chỉ cho các bạn cái cách cắt cắt bo nha, cắt bo. Thì bây giờ thì cái này là mình ghép ngày 29, là bữa nay là 11, là được 13 ngày rồi nha, 29 mùng 9 10, 11, 12, 11 là được 12 ngày rồi nè. Mà các bạn thấy cái bo nó mạnh ghê không? Đó, nè các bạn thấy không? Nè, cái bo nó mạnh, nó đâm lũng lũng vào trên luôn nè. Đó, thì bây giờ 12 ngày mình vẫn cắt, mình cắt để biểu diễn cho các bạn coi thôi. Chứ còn nếu mà các bạn để thì lâu chừng 15 20 ngày thì nó cái bo nó mạnh hơn. Đó thì mình cắt ha. Đó thì mới có 12 ngày mà nó ra như thế này. Đó thì các bạn thấy không? Mùa nắng ghép rất là dễ luôn. Nè, thấy không? Nó mới 12 ngày mà cái này thì các bạn cắt cái bo dại này đi. Đây là những cái bo mà theo mẹ nó nè. Mình nói lại đây là những cái cây bị lỗi nha các bạn. Những cái cây mình trồng xứ hạt mà nó ra cái hoa nó bị lỗi. Cho nên bây giờ mình cắt mình ghép thì nó rất là mạnh luôn nha các bạn. Cây này để mình ghép cái gì đây? À, cái cây này mình ghép Hoàng Minh Hương nha các bạn nè. Các bạn nói là cái đọt ghép được, cái đọt ghép cực kỳ khỏe luôn nha các bạn. Đó là một cây thứ nhất nè. Cây thứ hai nè. Cái này là mình ghép như ngày nay mấy đây? Này mình ghép ngày 28 tháng 3 nha, ghép nguyệt cát nha các bạn. Nhà các bạn thấy nè, nó mạnh, nó đâm cả ra cái bịch luôn nè, thấy chưa? Đó, nó đâm ra cả cái bịch luôn. Cho nên là mùa nắng ghép rất là dễ luôn, các bạn tranh thủ các bạn ghép nha. Tại vì để mưa xuống á thì ghép nó rất là cực, nó hay bị thối bo. Cho nên là nếu mà bạn nào mà có cây nguyên liệu thì nên tranh thủ ghép mấy ngày nắng này đi. Thì mình đoán là khoảng cỡ một tháng nữa là nó sẽ mưa dầm thôi. Thì bữa nay là đầu tháng 3 âm lịch rồi, là bắt đầu nó có mưa rồi đó. Sài Gòn mấy bữa nay mưa dữ lắm, mưa liên tục, ngày nào cũng mưa nha các bạn. Đó, thì nói chung là còn có khoảng có một tháng nữa thì các bạn tranh thủ các bạn ghép đi.
ghép đi, bắt đầu mùa mưa vô là bắt đầu, khi bắt đầu mưa xuống cái cây đầu mùa đó, nó phân phí các hóa chất ở trên 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 trời nó xuống thì nó sẽ làm cái bo nó mát tốt xanh cực kỳ lắm. Cho nên là nếu mà ghép được các bạn tranh thủ nha, tranh thủ ghép đi thì khoảng cửa rồi giữa tháng 3 chứ đầu tháng 4 là bắt đầu nó mưa dầm đó. Đó là đó so với là trời miền Nam nha, trời Sài Gòn nha. Còn ở các cái vùng khác thì các bạn coi theo cái thời tiết đó các bạn làm, nói chung là nắng là ghép tốt. Các bạn cứ nhớ một điều như vậy, nắng là ghép rất là tốt luôn. Cho nên tranh thủ đi. Thì ghép đi rồi nó khi bắt đầu các bạn cái bo này nó vừa ra thì mưa xuống một cái là trên trời các cái chất hóa học nó ngưng tụ trên mây ấy, các bạn, nó mưa xuống ấy, thì toàn là phân không à, toàn là phân hữu cơ không à. Đó, cho nên là nó mưa xuống thì nó gặp mưa nó rất là tốt nha các bạn. Nó thì bây giờ các bạn cắt những cái bo dại, những cái bo nào mà nó ló ra các bạn cắt đi. Đó thì tình trạng nó như thế này nha các bạn, tình trạng nó như thế này. Đó thì mà mình ghép chưa nha các bạn, bữa nay ngày 28 bữa nay mới 11 là coi như có 12 ngày thôi các bạn, có 12 ngày thôi nhé mà nó ra được như thế này, chưa nói đến 15-20 ngày nó sẽ ra nhiều, nó ra sẽ ra bự. Đó, ở cây này cũng vậy nè, các bạn thấy nè, cây này ghép nhiêu ta, ghép là 24 tháng 3 là bữa nay coi như 15-16 ngày rồi nè, các bạn thấy nè, nó đâm ra khỏi bịch luôn nè, thấy chưa. Đó thì bây giờ mình xin nói lại cái bước tiếp theo để mà chăm sóc một cây sứ ghép sau khi tháo bo, thì thứ nhất là làm cái gì, đang để ngoài nắng như thế này, nắng 100% giam, coi như là mình giang nắng nó 15-20 ngày thì tình trạng rễ nó sẽ bị khô, mình nói lại là rễ nó sẽ bị khô hết như thế này. Nếu các bạn để ngoài nắng các bạn tưới nước cho một cái là bắt đầu có là các cái dạng rễ này nó đang bị khát nước, mà nó tưới nước vô cái bắt đầu nó bị bội thực nước, là cái các cái dạng rễ bắt đầu là nó ủng nó thúi rồi. Nếu các bạn không để ý kỹ rồi gặp mình tưới nước vô nữa, nắng đang nắng chang chang như thế này mà cái dạng rễ nó chưa có hoạt động hết công suất, cho nên nó đâu có hút nước, mà nó hút nước lên nó biết thải đâu, tại cái bo nó còn nhỏ, cho nên là nó sẽ bị thối cũ nha các bạn. Thì trước tiên các bạn muốn ấy là đừng có tưới nước mà phải dùng thuốc kích rễ N3M. Thì bây giờ pha cứ 1g trên 1 lít nước nha các bạn, 1g trên 1 lít nước, và đồng thời 1 lít nước là pha nửa cc rút 2 vào chung với cái thằng N3M này nha, và tưới vào cho nó. Đó. Mình để như thế này nè thì không có sao, để nắng hoài vậy thì không sao, nhưng mà khi tưới nước vào nó nắng giống như nó cái củ khoai lang mình để mình luộc vậy đó nha các bạn, thì nó sẽ bị chín. Các bạn lưu ý một điều đó, nó sẽ bị chín. Thì bây giờ các bạn sẽ dùng như cái bình này là cái bình 5 lít nước nha các bạn, bình này là bình 5 lít nước, thì mình sẽ pha vô 5 gram nha các bạn. 5 gram thì trong này nó có cái muỗng là 15 gram nè, thì các bạn nhắm đó các bạn pha. Thì cái bình 5 lít này thì mình pha 5 gram nha các bạn, pha 5 gram N3M. Thì cái muỗng này là 15 gram nha các bạn. Thì 5 gram trong đó nó có phân định đó. Nè, nó có phân định nè, 5 gram nè. Đó, nó có cái mức vậy nè, 5 gram ha. Các bạn bỏ vô 5 lít nước. Rồi. Rồi, cái thằng rốt 2 này các bạn bơm cho mình 5 lít nước 2 cc rưỡi. 2 cc rưỡi nhá. 2 cc rưỡi. Thì sẽ có màu nước như thế này nha các bạn. Màu nước nó nâu như thế này. Rồi. Thì các bạn nhớ đêm trong mát nha, không được để ngoài nắng. Rồi bắt đầu bây giờ các bạn tưới cho nó thôi, tưới cho nó rồi để trong mát nha các bạn. Đây mình tưới cho nó, tại vì trong thời gian này nó đang không cần tưới nhiều nha các bạn. Một ca như vậy bạn tưới có thể 3 gốc 4 gốc nha, tưới cái gọi là cho nó thôi đó. Để cho nó bắt đầu cho nó tập hút lại nước để nó nuôi bo. Thì đây là những cái cây mà mình ghép đã chưa được 15 ngày nha các bạn. Đó là những cái bước mà chăm sóc cái cây sứ ghép sau khi tháo bo. Chứ các bạn đừng có để ngoài nắng nha. Đừng có để ngoài nắng mà tưới nước nhiều vào. Tưới ít thôi. Một ca như thế này thì các bạn tưới làm 3 gốc. Rồi tưới cũng giống như là mình chăm cho nó, để cho nó quen với cái ấy đó. Rồi sau này khi bắt mặt cái bo nó xanh nó tốt ra khỏi cái ấy như thế này, thì các bạn bắt đầu các bạn tưới nha. Đây. Cái bo này mình tháo bo này được nửa tháng rồi đây. Thì nó sẽ được tình trạng như thế này nha các bạn. Lúc đó các bạn tưới mạnh không sao hết, nhưng mà nhớ là khi bắt đầu ngày đầu tiên mà tưới nước cho nó là các bạn phải che nó lại hoặc để trong mát nha, để trong mát để cho giữ cái bộ rễ này nó đang khát nước, mà nó đang khát nước giống như mình đang đói vậy đó, đang đói mà ăn vô là nó sẽ bị bội thực. Người ta nói thường thường là chết đói chứ ai mà chết no, nhưng mà no chết mau hơn đói nha các bạn. Nếu các bạn nào mà đã từng nuôi cá la hán là biết đó.
cho nó ăn nhiều nó no là nó chết. Giống như trong cái video ca nhạc Hoàng Thị Linh có làm một cái clip mà về cái bà cụ chết no của Nam Cao, của Nam Cao mà giết trong cái lò lọt truyện của Lỗ Hạc á, thì bà cụ bà đói bà không chết, nhưng mà khi bà no nha bà chết nha các bạn, ăn cơm trái nhiều quá chết. Rồi các bạn nào rảnh rồi cứ coi lại cái clip đó, biết mình chỉ nói gì sơ sơ vậy thôi. Thì một ngày mới Hoa Ba Trồng chúc các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong công việc, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người nha.